2021, thế giới đang phải đối mặt với một khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử, đại dịch COVID-19. Đại dịch khiến lượng lớn khẩu trang y tế được thải ra trên toàn cầu. Theo Hiệp hội Hóa học Mỹ, ước tính có khoảng 129 tỷ khẩu trang được dùng một lần thải ra mỗi tháng. Vậy những chiếc khẩu trang khó phân hủy này sẽ đi về đâu? Trôi nổi trên mặt nước, trên đại dương hay bao phủ khắp nơi trên mặt đất? Những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng đang từng ngày đe dọa đến môi trường sống của chúng ta. Và điều cấp bách ngay lúc bây giờ là bảo vệ môi trường khỏi loại rác thải y tế này. Chính vì vậy, nhóm Mobi thuộc lớp CC28 với dự án Demastrix đã được thành lập. Nhóm gồm 6 thành viên: Triệu Quốc Khải, nhóm trưởng quản lý dự án; Nguyễn Khánh Duy, nhóm phó quản lý dự án; Lê Đình Giang Nghi, phát triển sản phẩm; Thành Lê Đức Anh, phát triển sản phẩm; Bùi Thái Cơ, truyền thông dự án; và Nguyễn Phan Hoàng Bách, truyền thông dự án. Demastrix là dự án tái chế khẩu trang thành gạch lát đường Terrazzo, một loại gạch không nung với mục tiêu giảm thiểu lượng rác thải đã qua sử dụng và góp phần bảo vệ môi trường. Ý tưởng của dự án được hình thành trong quá trình nhóm tìm hiểu về gạch sinh thái EcoBricks, loại gạch được tạo ra từ những vỏ chai nhựa và được nhét đầy và chặt bởi các loại rác thải nhựa. Ngoài ra, nhóm đã tìm thấy thông tin nghiên cứu của trường đại học RMIT Úc chỉ ra rằng khẩu trang dùng một lần có thể được tái chế để xây dựng thành những con đường bằng hỗn hợp 1% khẩu trang cộng với 99% bê tông tái chế hỗn hợp. Bên cạnh đó, nhóm được truyền cảm hứng từ tiến sĩ Banesh Desai, nhà sáng lập công ty Eco Athletic Technologies, người được mệnh danh là người tái chế của Ấn Độ. Ông đã biến chất thải y sinh trong thời buổi dịch bệnh thành những viên gạch thân thiện với môi trường. Và đây là quá trình tạo ra viên gạch Demastrix. Theo CDC, khẩu trang đã qua sử dụng cần làm nóng khô ở 70 độ C trong 60 phút. Thay vào đó, Obi quyết định dùng cồn 90 độ và phơi khẩu trang trong 4 giờ dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp theo, khẩu trang sẽ được cắt thành những mảnh nhỏ. Sau đó, nước được đông và trộn vào xi măng với tỷ lệ đã định sẵn. Kế tiếp là trộn hỗn hợp trên thành một hỗn hợp đặc mịn và tránh bị bắn cục. Tiếp theo là đưa khẩu trang cắt nhỏ được cân cẩn thận vào và trộn đều với hỗn hợp xi măng. Cân độ từ từ hỗn hợp trên vào khuôn 30x30 đã chuẩn bị sẵn và tráng đều quanh khuôn. Cuối cùng là lắc và đập khuôn cho hỗn hợp đều và không bị bọt khí. Và sau đây là thành phẩm gạch Demastrix lát đường của Obi sau khi phơi nắng được 2 ngày. Để đảm bảo chất lượng của viên gạch, Obi đã tiến hành kiểm tra gạch theo các chỉ tiêu gồm độ chịu lực bằng máy nén thủy lực, độ chịu nhiệt. Tất cả thông số cho thấy rằng Demastrix là viên gạch tốt với giá thành rẻ nhưng đạt chuẩn chất lượng. Tóm lại, với 9 viên gạch Demastrix kích thước 30x30cm, Obi sẽ góp phần tái chế 162 chiếc khẩu trang đã qua sử dụng, tương đương với khoảng 450g. Để dự án được thành công hơn và có nhiều người biết đến, nhóm đã thành lập fanpage trên Facebook có tên Demastrix. Hiện tại fanpage đã có hơn 427 người thích và 438 người theo dõi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đoạn video giới thiệu về dự án cộng đồng của nhóm mình. Trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Yuwen đã giúp nhóm kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng của gạch.